Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang xem video Mẹo hay máy tính của kênh Stock PC. Trong video này, mình xin chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta bật chức năng download trên phần mềm Rufus để chúng ta tải về các file ISO từ trang chủ của Microsoft để giúp chúng ta cài hệ điều hành Windows nhé các bạn. Và các bạn thấy hiện bây giờ mình đã mở sẵn phần mềm Rufus phiên bản 4.0.2035. Và cách thực hiện mình hướng dẫn các bạn ở đây là các bạn sẽ làm tương tự đối với các phiên bản Rufus khác nha. Chúng ta đều làm được hết nha các bạn. Thì tình trạng hiện bây giờ là Rufus của mình hiện bây giờ chỉ có chức năng Select để chúng ta chọn file ISO để tạo USB cài Windows thôi, chứ nó không có hiện lên chức năng download để chúng ta tải về file ISO cài Windows nha các bạn. Thì các bạn bắt đầu thực hiện thao tác rất đơn giản như sau. Thì các bạn sẽ tìm đến cho mình ở góc trái bên dưới của phần mềm Rufus, các bạn tìm đến cái chỗ nó để là Show Application Settings nè, bạn bấm vào đây. Rồi thì cái nguyên nhân mà các bạn không có thấy chức năng tải về, chức năng download của phần mềm Rufus đó là tại vì ở đây cái chỗ chức năng setting nó để là check for updates thì nó đang chọn ở chế độ disable. Các bạn hãy bấm vào dấu mũi tên chỉ xuống, sổ xuống và các bạn chọn cho mình là daily default thế này. Rồi sau đó các bạn bấm close nhé các bạn. Rồi tiếp theo các bạn bấm đóng phần mềm Rufus luôn nha, bạn đóng luôn, tắt luôn như thế này. Rồi sau đó các bạn mở lại nha. Thì các bạn đã tải về và các bạn đã lưu phần mềm Rufus ở đâu thì các bạn mở lên ở đó nha. Ở đây mình đã tải về Rufus và chứa trong mục download, mình bấm vào download và đây các bạn Rufus 4.0 nè, phần mềm Rufus mình đã tải về, mình để ở trong lưu cho một download nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm mở Rufus lại ha, các bạn để đâu mà mở vào đúng vị trí nữa ha. Rồi đây phần mềm Rufus đã mở lên rồi các bạn, ở đây ngay lập tức là có hiện lên cái dấu mũi tên kế bên nè, chỉ xuống nè, là chắc chắn các bạn là mình sẽ có chức nào load hiện lên rồi các bạn. Đây download nè các bạn, đấy bây giờ mình chỉ chọn download thôi, đó như thế này đó. Và các bạn chỉ việc bấm vào download, các bạn đợi. Rồi đây mình làm mẫu cho bạn xem nha, mình sẽ tải về file ISO cài Windows 1 nha các bạn, bấm continue. Bạn đợi nha. Rồi ở đây thì mình bấm tiếp tục continue. Mình làm mẫu cho bạn xem nha, mình sẽ tải về cho bạn xem nè. Rồi ở đây thì phiên bản ngôn ngữ mình mặc định luôn để liên international. Rồi bấm continue. Rồi mình bấm tiếp, mình tích vào ha. Các bạn nhớ là hãy tích vào ở chỗ là download using the browser nha, bạn nhớ tích vào đây nè trước khi bấm download nha. Rồi cuối cùng bấm download, vì đây là lần đầu tiên mình dùng Rufus để mình tải về file ISO cài Windows, cho nên là nó sẽ hỏi mình là mình chọn cái app nào, cái trình duyệt nào để mình tải về file ISO này. Thì ở đây mình sẽ chọn Google Chrome mình tải về, mình chọn Google Chrome. Rồi mình có thể bấm on way để mình không luôn tải bằng Google Chrome. Ngay lập tức bạn thấy này, ở góc trái bên dưới của trình duyệt Google Chrome mở lên tự động rồi các bạn nè, đang nhấp nháy nè, mở tự động lên nè. Đó thì bạn thấy ở góc trái bên dưới của trình duyệt Google Chrome thì Google Chrome đang tải về file ISO này ha. Đấy các bạn thấy nè, mình mở download cho các bạn xem nè. Đấy các bạn thấy nè ha, Windows 1.2 phiên bản tiếng Anh quốc tế ha, 64 bit ha, chấm ISO này nè. Đó rồi các bạn chú ý cho mình nè, chắc chắn các bạn là phần mềm Rufus hỗ trợ cho các bạn tải về file ISO hoàn toàn là
sạch sẽ chính chủ nha các bạn, hoàn toàn là chính chủ chính thức từ trang chủ Microsoft nè các bạn. Đây thấy cái đuôi nè, chấm Microsoft.com nè, đấy hoàn toàn là đáng tin cậy nha các bạn. Rồi như vậy là trong video này mình hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta bật chức năng download để tải về các cái file ISO để cài Windows nha các bạn. Thì mình cũng nói thêm các bạn là ở đây á, mình bấm vào download lại các bạn xem nè. Thực ra thì ngoài Windows 11 ra thì Rufus nó còn hỗ trợ cho mình tải về các cái phiên bản Windows khác. Đây, ví dụ đây hiện lên Windows 11 nè, mới nhất là bấm vào dấu mũi tên nhỏ nhỏ chỉ xuống nè. Đấy, bạn thấy nè, nó còn hỗ trợ mình tải về Windows 10 nè, Windows 8.1 nè, đó ba phiên bản Windows gần nhất ở đây ha, mới nhất hiện nay ha, còn sử dụng hiện nay ha, còn hỗ trợ hiện nay nè các bạn. Đấy, rồi như vậy thì mình xin dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình rất mong các bạn hãy để lại cho mình bình luận bên dưới video này nha, để mình biết các bạn thực hiện thành công hay không. Mình sẽ dẫn các bạn thêm nha, mình sẽ trả lời tất cả các bình luận của các bạn. Mình cũng rất mong các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng cách đơn giản là các bạn hãy bấm vào nút like cho video này. Các bạn bấm vào nút đăng ký, subscribe kênh YouTube PC để ủng hộ cho mình. Và nó hoàn toàn miễn phí, các bạn không tốn bất kỳ một khoản phí nào cả, hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và các bạn sẽ xem được các video mới của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.